Tôi đã có thể lựa chọn để con tôi được ở một cái nơi an toàn hơn, sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhưng tôi cảm thấy đấy là một lựa chọn ích kỷ. Cùng với lại 21 người khác nữa bị bắt cho lên xe buýt và sau đó là đưa về đồn Long Biên, thì tôi cho rằng bây giờ khi mà nhìn lại, tôi nghĩ rằng đó chính là cái bước ngoặt khiến cho tôi trở thành một nhà hoạt động, và tôi nghĩ là rất là cảm ơn những cái anh an ninh của cái sự kiện đó. Mục tiêu cuối cùng của tôi luôn là vận động để cho Việt Nam trở thành một quốc gia tôn trọng nhân quyền và có dân chủ. Cái quãng thời gian ở nước ngoài nó chỉ là cái phương tiện giúp tôi học hỏi và xác định cho mình một cái viễn kiến, một cái tầm nhìn thôi. Nay tôi nghĩ là tôi đã học được nhiều điều, tôi cũng đã đi được một số nơi, thì tôi nghĩ tôi đã có thể giúp quay trở lại Việt Nam và tiếp tục cái công cuộc mà mình đã chọn. Đương đầu với lại chính phủ như vậy thì cái giá đắt nhất nó chính là bị bắt bớ, giam cầm một cách vô cớ. Và tôi nghĩ rằng là tôi đã chấp nhận tinh thần cho cái giá phải trả này. Thế tuy nhiên là khi nó trở nên quá đắt và khiến cho mình phải bỏ cuộc, có lẽ đấy chính là cái sự nó là sự an nguy của người thân mình. Gia đình tôi thì họ hiểu và họ ủng hộ cả bên bố mẹ đẻ của mình, chồng tôi và gia đình nhà chồng. Đó là cái điều mà tôi rất là may mắn. Tôi nghĩ là đương nhiên thì cái điều tốt nhất đấy là một người mẹ luôn luôn có thể ở bên cạnh con mình. Thế tuy nhiên nếu mà trong trường hợp mà tôi không thể ở bên cạnh con tôi được, thì tôi có thể trở thành một tấm gương cho con trai tôi. Và tôi hy vọng là trong cái thời gian mà tôi vẫn còn có thể được tự do ở bên ngoài, thì tôi sẽ giúp để mà tạo ra một cái nền tảng giáo dục tốt cho cháu.